Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào bản tin, Phong vẫn nhắc lại, Tạp chí Quốc phòng là một tạp chí đầu tiên của người Việt hải ngoại chuyên về tin tức quốc phòng, à, ghi nhận tất cả những biến cố, những cuộc đối đầu và các cuộc tập trận xung quanh Á Châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tạp chí hoàn toàn là trang màu, ghi nhận đầy đủ hình ảnh chi tiết về những cái biến cố này. Quý vị nào muốn lưu trữ những tập tài liệu quan trọng hàng tháng liên quan tới những xung đột, những đối đầu và các cái biến cố tại Á Châu Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương. Quý vị có thể liên lạc qua cái địa chỉ email Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com để biết thêm chi tiết và đặt mua tạp chí như một phần ủng hộ cho TNV Channel trong cái sản phẩm đầu tay là một tạp chí của phòng đầu tiên của người Việt ở hải ngoại. Đó là cái thông báo của phòng. Một lần nữa, địa chỉ email là trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta đầu tiên hết là dân biểu Commerce và thường nghị sĩ Grassi đã lên tiếng chỉ trích FBI đã cố tình giữ lại tất cả những tập tài liệu điều tra về Hunter Biden. Hai thành viên đảng Cộng hòa ở tại thượng viện lẫn hạ viện đã lên án cơ quan FBI vào ngày thứ tư đã không đáp ứng cái trách tống của hạ viện khi mà cáo buộc rằng chính quyền à, ông Joe Biden đã có những cái liên hệ ngoại quốc trong thời gian ông ta làm phó tổng thống trong ngày thứ tư thượng nghị sĩ Chuck Grassley của Iowa và chủ tịch ủy ban giám sát của hạ viện là ông James Comer đã lên tiếng và nói rằng FBI đã không chịu trách nhiệm trong những khác biệt của họ trong những tập tài liệu này và yêu cầu cung cấp những tập tài liệu này đã được đưa ra đầu tháng khi mà có cáo buộc chi tiết về Joe Biden lúc còn là phó tổng thống đã có những cái trao đổi tiền với lại cái quyết định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với những quốc gia nằm bên ngoài Hoa Kỳ và tập tài liệu này đã 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 được à, không được giải mật với cái tên là FD1023 trong đó đài ABC cho biết rằng là nó có nguyên thủy là từ một nhân vật đưa tin và trong đó ông Comer lẫn ông Cassi nói rằng họ nhận được cái nguồn tin này từ một whistleblower giấu tên ở trong cái cơ quan liên bang và câu hỏi vẫn còn tồn tại là tại sao fbi điều tra rất là nghiêm trọng về cáo buộc từ cái uh, niềm tin của fbi trong việc mà ông ta còn là phó tổng thống và điều này gia tăng rất nhiều những câu hỏi. Ông Comer đã đoan chắc rằng FBI đã không cung cấp tất cả những tài liệu liên quan tới cuộc điều tra này và những liên quan tới việc mà ông Joe Biden có thể nhận tiền nước ngoài lúc ông ta còn là phó tổng thống để đổi lại điều chỉnh chính sách có lợi cho quốc gia đó. FBI đã có một cái vị trí là tin tưởng của người dân và quý vị đã không làm được đúng vai trò này. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi FBI và buộc họ phải đáp ứng tất cả những cái tác của chúng tôi một tiết lộ được là đưa ra và bởi bác bác bỏ bởi Christopher Duham được xem là một Quyền đại giám đốc điều hành của cơ quan FBI đặc trách về vấn đề quốc hội đã đưa ra và trong bản báo cáo của tờ New York Post và những tin tức và được xem là cái nguồn tin bảo mật của con người đã không được công bố và điều này nó đã chưa được hoàn tất đó là lời phát biểu của Duham đã viết ra sau khi nói rằng đây là cuộc điều tra chưa hoàn tất và cần phải bảo vệ cho nguồn tin đây được xem là một trong những cái cuộc chỉ trích mạnh mẽ của hai thành viên đã có hòa tại lưỡng viện quốc hội với, với cơ quan FBI đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, 11 kẻ đã ký vào lá thư nói rằng cái laptop của Hunter Biden là câu chuyện do nga theo và theo dệt đã từng viếng thăm ông Joe Biden tại tòa bạch ốc. Bản tin mới nhất cho biết từ tháng 10 năm 2021 cho tới tháng giêng năm 2023, ít nhất là 11 nhân viên tình báo từng ký vào lá thư mà nói rằng là cái laptop của Hunter Biden là tin tức của Nga tung ra để mà gây nhiễu thông tin ở trong cái cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã viếng tâm tòa Bạch ốc trong tổng cộng 24 lần theo tường trình của tờ Washington Examiner tất cả những người ký trong lá thư này đều có những cái uh, hoạt động mà được xem là được nâng đỡ bởi uh, ông joe biden à, và trong đó gần như là họ là những uh, nhân viên hàng đầu của cơ quan tình báo cia làm việc dưới thời cả ông joe biden lẫn ông trump và các viên chức này nói rằng họ muốn họ có khả năng có thể uh, là họ là những kẻ phi đảng phái tuy nhiên lá thư đã được viết ra và được tạo ra bởi chính ông Anthony Blinken. Thời điểm đó, ông ta còn là nhân vật vận động tranh cử cho Joe Biden, chưa là ngoại trưởng và là một cố vấn của ông Joe Biden, đã nhắm vào một nhân vật của lãnh đạo cơ quan CIA trước đây là Mike Morrell và tổ chức cái lá thư này tờ Washington ASMR cho thấy là ba chữ ký ở trong cái tờ, cái lá thư này đã được bổ nhiệm vào các cái vị trí quan trọng trong chính quyền của Joe Biden, gồm có Jeremy Pass, người được xem là ông ta đã đưa vào cái vai trò cố vấn của cái hội đồng đặc trách về tình báo. Người thứ hai là Russell Travers, được xem là phó đặt trách phó cố vấn đặc trách về vấn đề an ninh của uh, an ninh nội địa trong cái uh, hội đồng an ninh quốc gia năm 2021 và Nicola Rasmussen, người được uh, ông Joe Biden đề cử vào cái vai trò phối trí chống khủng bố trong cái cục an ninh nội địa vào tháng 11 năm ngoái ba nhân vật này đều là ba nhân vật đã ký tên trong lá thư và nói rằng cái laptop của Hunter Biden là tin tức giả của nga đưa ra Tuy nhiên ngày hôm nay thì tất cả đều xác nhận là cái laptop này là câu chuyện có thật và bài báo của tình The New York Post đã đăng năm 2020. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nhà tỷ phú Elon Musk cho biết là ông Tucker Carlson cùng với công ty Twitter vẫn chưa có ký kết một cái thỏa thuận nào. Ông Elon Musk đã chỉ ra cho thấy sau khi mà ông Tucker uh, Carlson trong tuần lễ này à, đã dùng cái platform của Twitter mà ông Elon Musk làm chủ loan báo rằng sẽ à, làm việc với lại cái... Uh chương trình livestream của ông sau khi bị đuổi ra khỏi đài truyền hình Fox và trong đó gần như là vẫn chưa có một thỏa thuận nào giữa Twitter và Tucker Carlson. Hiện nay có rất nhiều những cái platform đang có cho phép được tự do ngôn luận và ông Carlson nói rằng cái video ông sẽ dự tính là ngày ông đã tuyên bố vào ngày 24 tây sau khi mà bị đuổi khỏi đài truyền hình Fox và nó được nhìn à, nhiều, à, ít nhất là nó đã được xem tới 106 triệu lần đây được xem là một trong những cái ảnh hưởng của ông Tucker Carlson. Hiện nay vẫn còn một cái lớn nhất trên thế giới và chỉ có một duy nhất là Twitter và chúng tôi hiện nay Twitter đã từ lâu nay phục vụ trong cái vai trò bảo vệ cho cái quyền lợi của những giới bảo thủ và Twitter sẵn sàng dành tiếng nói cho các tất cả các phía và điều này là một điều tốt là đó là lời phát biểu của ông đưa ra và việc này vẫn còn quá xa với một cái thỏa thuận ông Musk đã đưa ra một cái tweet vào ngày thứ ba ông nói rằng dường như là chỉ có một con đường trên cái vấn đề gọi là broadcast và twitter sử dụng để mà chỉ ra cho thấy những gì họ nói là không có hành động hướng dẫn sai lạc hoặc là bị gán nhãn bởi các cái cộng đồng và lá thư này à, được à, các cái người sử dụng twitter xem là một cái điều mà gọi là điều chỉnh trong tất cả những cái sai lạc trước đây của twitter tôi rất là mà mong muốn rõ ràng là chúng ta sẽ có à, chưa chúng tôi chưa ký một cái thỏa thuận nào và chưa có một điều gì cả và ông Tucker cơ vẫn giống như là những người khác phải tuân thủ tất cả những cái à, quy tắc dành cho những người tạo ra nội dung trên twitter đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ hạ à, tờ wall street journal sau khi mà có tin cho rằng là sẽ có một cái thỏa thuận giữa ông Carson và công ty Twitter trong đó thì ông ta sẽ broadcast chương trình riêng của ông ta trên mạng Twitter. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới Tucker Carson, người vừa đã bị sa thải khỏi đài truyền hình Fox và khiến cho đài truyền hình này đã mất gần 20% cái à, trị giá của họ trên thị trường chứng khoán cũng như là kể cả à, vấn đề gọi là những người à, ghi danh trên đài truyền fox đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay thượng nghị sĩ tim scott lên tiếng cho biết đóng lại biên giới là đường hướng tốt nhất để giữ an toàn cho hoa kỳ thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa tại tiểu bang south carolina là ông uh, tim scott đã nói với truyền hình vào ngày thứ tư là không còn đường hướng nào tốt hơn để giữ an toàn cho người dân hoa kỳ là đóng lại cửa biên giới người dân hoa kỳ đã bị bùng nổ và uh, với sự thiếu trách nhiệm của ông tổng thống joe biden ông uh, scott đã phát biểu như trên tôi không nghĩ rằng là có đường hướng nào tốt hơn làm cho người dân an, uh, của hoa kỳ an toàn hơn là cái cách duy nhất là đóng cửa biên giới ông Scott đã đưa ra và đề nghị một cái dự luật trong đó gia tăng cái thay thầu và cái thời hạn của thay 42 trong ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong đó là không cho phép di dân bất hợp pháp băng ngang qua biên giới họ sẽ bị trục xuất bởi vì lý do tình trạng khẩn cấp của sức khỏe và bất kể việc mà chấm dứt cái lệnh khẩn cấp về cái đại dịch và chấm dứt cái thái thủ 42 ông Scott cho biết là ở cái dự luật của ông vẫn tiếp tục muốn gia tăng cái dự luật này trong đó đã, đã tạo ra một cái cơn khủng hoảng về chất fentanyl ở trong cái vấn đề khẩn cấp về sức khỏe quốc gia dự luật của tôi là vẫn tiếp tục sẽ ta duy trì cái thái thụ 42 bởi vì cái cơn khủng hoảng về tình trạng sức khỏe đặc biệt là đối với chất fentanyl 70.000 người Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng 70.000 người là rất nhiều chúng ta phải bảo vệ và đóng lại biên giới và dự luật của tôi là đi theo cái đường hướng này đây được xem là một trong những cái lời đề nghị mới nhất của ông Tim Scott và cái dự luật của ông nhằm nhấn mạnh tới cái vấn đề gọi là an toàn sức khỏe công cộng trong lúc mà Hoa Kỳ đang đối diện với cơn khủng hoảng về chất fentanyl đã sát hại hàng chục ngàn người dân Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình biên giới ngày hôm nay, thống đốc tiểu bang Texas đã ca ngợi các lực lượng trục xuất những di dân bất hợp pháp và cam kết rằng sẽ có tiếp tục sẽ đưa những cái lực lượng tinh nhuệ tới để đưa ra nỗ lực này. Thống đốc tiểu bang Texas cho biết ông đã cho khai triển lực lượng tinh nhuệ của lực lượng vệ binh quốc gia Texas tiếp tục trong nỗ lực đối phó với tình trạng di dân bất hợp pháp băng ngang qua biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Và trong đó, ông đã ca ngợi rất nhiều các lực lượng đã hành động đúng khi mà trục xuất những người này đang tìm cách băng ngang qua biên giới ở gần ở Brownsville. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Abbott đã nói với đài truyền hình Fox trong cuộc phỏng vấn vào ngày thứ tư, ông đã ra lệnh cho lực lượng tinh nhuệ của vệ binh quốc gia tiếp tục nỗ lực à, trục xuất các chi dân bất hợp pháp băng ngang qua biên giới sau khi một cái đoạn video cho thấy rằng là việc băng ngang qua biên giới đã bị à, ngăn chặn bởi các lực lượng của Texas và đầu tiên hết họ đã đặt tất cả những cái hàng rào và những cái hàng rào có kẽm gai này để cho họ không đến đến gần các cái hàng rào và thứ hai là lực lượng vệ binh quốc gia cũng như là cái lực lượng an toàn công cộng của tiểu bang đã đứng ở phía trước và kể cả đứng ở phía sau. Mục tiêu của chúng tôi là trục xuất bất kỳ ai đến vào trong quốc gia này. Đó là lời phát biểu của ông Abbott đã đưa ra. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy và nỗ lực để ngăn chặn tình trạng này giữa lúc mà cái title 42 ngày hôm nay đã chấm dứt. Và trên cái tweet của ông nói rằng lực lượng vệ binh quốc gia và cái lực lượng bảo vệ biên giới đã làm rất tốt và trong đó gần như là Texas đã cho huấn luyện tất cả các binh sĩ và các lực lượng này để có những hành động ngăn chặn cái cơn khủng hoảng trên đây được xem là một trong những cái tweet mà ông đã tweet lên trong khi đó thì tòa bạch ốc và ngũ giác đài trong ngày hai tây cho biết Họ đã cho khai triển 1.500 binh sĩ trong lực lượng vệ binh quốc gia và gia tăng lên tới 4.000 người. À, trong đó gần như là để ngăn chặn tất cả những cái cuộc tràn qua biên giới. Thượng nghị sĩ Tom Cotton của đảng Cộng hòa tại Arkansas gọi quyết định khai triển này là một cái à, hành động tương đối à, tốt. Tuy nhiên nó không ngăn chặn được cái mà ông gọi là cơn khủng hoảng biên giới à, được tạo ra bởi chính quyền của Joe Ông ta muốn gửi cái lực lượng tới biên giới và không có cứu lại biên giới và cũng như giúp cho các lực lượng ở chúng, của chúng ta tiến trình về bất hợp pháp mà họ đã cố tình xông vào biên giới để lộ trình của họ được vào Hoa Kỳ nhanh hơn đó là lời phát biểu của ông Tom Cotton đã đưa ra đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua ở trên đài truyền hình CNN cựu Tổng thống Trump đã đưa ra cái chính sách năm 2024 trong lúc mà ông ta ông nói chuyện với đài truyền hình CNN Cựu Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ tư đã đưa ra cái quan điểm và cái chiến lược của ông trong việc mà tranh cử và cái lộ trình của quốc gia từ các cử tri chưa quyết định là trong cái ca tòa nhà của đài truyền hình CNN được xem là nhân vật đứng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông đã chia sẻ nếu như ông tái thắng cử năm 2024, ông sẽ làm những gì mà ông gọi là những cái hành động thất bại của Joe Biden. Trong đó thì ông nêu ra cho thấy rằng là ông Joe Biden đã đưa đất nước vào một cái thân cơn thảm kịch lạm phát, rồi nền kinh tế, biên giới, tội phạm, năng lượng, Trung Quốc, Nga và tình trạng gọi là có những cái hành động gọi là cực tả, cực tả ở trong các cái hệ thống học khu. Ông đã đưa ra một bản tác minh sau khi mà có cuộc nói chuyện với đài truyền hình CNN và Tổng thống Trump sẽ cứu lại nền kinh tế, giảm xuống tình trạng lạm phát, cứu lại biên giới và sẽ tra đánh văng tất cả những cái thành phần được xem là lực lượng thế lực ngầm đang chuẩn bị cho một cái đại tam thế chiến. Và Tổng thống Trump là người duy nhất có thể ngăn chặn tất cả những kẻ đang phá hủy quốc gia của chúng ta. À, trong đó, họ đang bầm nát quốc gia của chúng ta. Và đây là lời phát biểu của ông ở trên trang TruSouSou. Trong đó, ông nhấn mạnh tới tình trạng mà giá cả đã tăng cao à, trong thời gian vừa qua và khiến cho người trả thuế Hoa Kỳ phải trả thuế cao hơn. Và nếu đắc cử Tổng thống một lần nữa, thì tôi sẽ làm gì? À, và ông sẽ làm gì? Đó là câu hỏi mà đã, đài truyền hình CNN đã đặt ra drill baby drill đó là cái câu nói của ông Trump tức là sẽ sản xuất lại và bảo đảm an toàn năng lượng cho Hoa Kỳ. Và đồng thời ông cho biết là nên để cho Hoa Kỳ đi vào vỡ nợ. Nếu như Đảng dân chủ và ông Joe Biden quyết định không cắt giảm bất kỳ một ngân sách nào của chính quyền liên bang, bên cạnh đó ông vẫn tuyên bố là bảo vệ tối đa cho cái tu chính án số 2 và bảo vệ cho cái quyền của người dân hoa kỳ đó là lời phát biểu của ông bên cạnh đó thì ông nói rằng sẽ có những chính sách gây gắt đối với tình trạng phá thai và chỉ ngoại trừ những trường hợp à, loạn luân hãm hiếp hoặc có đe dọa tới sinh mạng của người mẹ còn nếu không thì sẽ đi tờ, ông sẽ đi tối đa trong cái vấn đề mà chống lại tình trạng phá thai đây được xem là một trong những cái quan điểm của ông và về chính sách biên giới thì ông nói rằng là ông đã thành công trong cái chính sách gọi là bảo vệ an toàn biên giới và sẽ tái lập cái chính sách gọi là zero Tol tolerance tức là một cái chính sách buộc tất cả những kẻ nào mà muốn tới định cư hoa kỳ phải ở bên kia biên giới chờ giấy tờ của họ được à, duyệt xét chứ không thể băng ngang qua biên giới và những kẻ nào băng ngang qua biên giới sẽ bị trục xuất ngay lập tức đây là một trong những cái lộ trình mà ông đưa ra và để mà gọi là nếu ông thắng cử và cuối cùng nhắc tới cuộc chiến của Nga tại Ukraine, ông tuyên bố là sẽ giải quyết cuộc chiến này trong vòng 24 giờ đồng hồ và ông sẽ nói chuyện với cả ông Putin lẫn Zelensky và trong đó ông nói rằng tôi muốn và tất cả mọi người muốn là cuộc chiến này phải chấm dứt và chúng tôi đã chi ra khoảng 170 tỷ mỹ kim, trong khi đó liên hiệp Âu châu chỉ chi ra 20 tỷ mỹ kim. Đây là lời phát biểu của ông Trump đã đưa ra cái lộ trình tranh cử của ông và trong đó gần như là ông cho thấy cái chính sách của ông khi mà ông tái đắc cử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của cựu tổng thống Donald Trump. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì các thành viên tại quốc hội đã bày tỏ sự lo ngại về hai người trẻ đã tự tử trong lúc mà họ tham gia vào một chương trình nghiên cứu do Cục Nghiên cứu về Y tế của quốc gia đưa ra khi mà họ nghiên cứu về vấn đề gọi là chích học ngôn cho những giới chuyển giới các nhà lập pháp đã đưa ra loại đòi hỏi có câu trả lời trong việc tự tử của ít nhất là hai người trẻ liên quan tới một cuộc nghiên cứu về tình trạng chích học môn cho những người chuyển giới bởi cái viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia. À, thêm vào đó có 11 người khác đã có ý định tự tử trong thời gian nghiên cứu này theo tường trình vào tháng giêng trong một cái bản công bố trên cái tờ báo có tên gọi là New England Journal of Medicine à, và trong lá thư gửi ra thì à, cho tiến sĩ Lauren Starbuck được xem là giám đốc điều hành của viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia 15 thành viên của đảng cộng hòa đã lên tiếng và hỏi rằng là cái câu hỏi này cần phải được câu trả lời tại sao lại có tình trạng mà hai thiếu niên đã tự tử trong quá trình mà nghiên cứu về việc chích hoóc môn cho những giới chuyển giới và 11 người khác đã có ý định là tự tử và trong đây những người được tình nguyện nghiên cứu ở trong đây là từ tuổi 12 cho tới 20 và cái uh, viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia đã chi ra 477.444 Mỹ kim trong vòng 5 năm qua cho một cái viện nghiên cứu về uh, uh, bệnh viện sức khỏe của trẻ em là Boston Children Hospital và kể cả một cái uh, trường đại học ở tại california tức là university of california tại san francisco cũng như là Lurie Children Hospital tại Chicago để nghiên cứu về tình trạng chích hormone môn cho trẻ chuyển giới ở tuổi vị thành niên. Các nhà lập pháp đã lên tiếng chỉ trích cuộc cà nghiên cứu này và nói rằng cần phải chấm dứt cuộc nghiên cứu này. Trong đó là họ nói rằng họ đã thực hiện 315 cuộc nghiên cứu với 240 trẻ vị thành niên. Đây là hành động mà các nhà lập pháp cho rằng là có hành động gây nguy hiểm cho các trẻ em khi tham gia vào việc nghiên cứu chích hormone môn cho những người chuyển giới ở lứa tuổi trẻ em. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bộ trưởng của Úc sẽ bay tới Trung Quốc để giải quyết trong việc mà cuộc chiến về lúa mạch. Bộ trưởng đặc trách về mậu dịch của Úc là Don Farrell sẽ bay tới Bắc Kinh để gặp gỡ với Bộ trưởng mậu dịch của Trung Quốc trong nỗ lực giải quyết về một cái cuộc tranh chấp mậu dịch trong đó liên quan tới vấn đề lúa mạch. Ông bộ trưởng này cho biết là ông ta sẽ bay tới Trung Quốc vào ngày 11 tây tháng 5 ngày hôm nay sau khi có lời mời của bộ trưởng thương mại Trung Quốc là Wang Wen Tao. trong một cái cuộc gặp gỡ qua màn hình video trước đây giữa hai bên vào tháng 2 và trong thời gian này thì ông Farrell nói rằng ông sẽ thảo luận với ông Wang về việc mở rộng các cái đầu tư và mậu dịch và không cho thấy có trường hợp nào phá vỡ được bế tắc. Tranh chấp mậu dịch này diễn ra từ năm 2020 sau khi mà Úc đòi hỏi điều tra nguyên thủy của đại dịch và Bắc Kinh đã bắt đầu đưa ra những cái giới hạn một cách bất hợp pháp và gần như là không có chính thức nhắm vào các mặt hàng xuất cảng của Úc trong đó bao gồm luôn lúa mạch và có rất nhiều những ca chỉ nghệ xuất cản của Úc đã bị tổn thương kể từ khi mà có cuộc đối đầu này bao gồm cả lúa mạch, than đá, thịt bò, à, tôm hùm và kể cả vải sợi cũng như đồng. Kể từ đó thì Úc tìm cách gọi là tái lập lại các cái mối quan hệ mậu dịch bình thường với phía Trung Quốc. Tuy nhiên thì trong chuyến đi này thì ông Farrell cho biết là bước kế tiếp là sẽ ổn định lại mối quan hệ giữa hai quốc gia giữa lúc mà đang có sự đối đầu về mậu dịch. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Úc và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay lãnh đạo một nhóm thân Trung Quốc mà đã từng nằm trong danh sách của các cái văn phòng công an hải ngoại của Trung Quốc đã gặp gỡ với Tập Cận Bình tại Bắc Kinh và được xem là quảng bá cho cái tư tưởng của đảng Cộng sản một nhóm à, thương gia tại Toronto ở Canada những kẻ đã tổ chức cho đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện các cái à, văn phòng cảnh sát hải ngoại của họ đã đến gặp Tập Cân Bình tại tòa thủ đô Bắc Kinh và được xem là những nhân vật đang tìm cách quảng bá cho cái tư tưởng của chủ nghĩa Cộng sản tại Trung Quốc. Trong ngày 8 Tây, thì Wen Guning là nằm trong số 500 phái đoàn ở hải ngoại à, do và thân nhà nước Cộng sản Trung Quốc ở 130 quốc gia đã xuất hiện trong cái hội nghị gọi là và thân hữu của những người Hoa, Hiệp hội người Hoa ở hải ngoại đã có mặt ở tại Bắc Kinh ông này được xem là một chủ tịch vĩnh viễn của một cái tổ chức tại canada có tên gọi là fuking business association trong đó thì ông ta cái cơ tổ chức của ông ta và một số những nhân vật thương gia thân trung quốc ở đây đã tổ chức cho trung quốc đã đặt các cái văn phòng gọi là cảnh sát hải ngoại của họ và điều này đã dẫn tới sự chỉ trích của nhiều quốc gia trong đó bao gồm cả hoa kỳ anh quốc úc và kể cả ở phía của âu châu đây được xem là một trong những nhân vật đã công khai ra mặt ủng hộ cho nhà nước cộng sản trung quốc và đã có mặt tại bắc kinh để tham dự cái hội nghị người gốc hoa ở tại đây và gần như là hỗ trợ cho cái tư tưởng của đảng cộng sản đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay những trái cầu lửa đã được phát hiện ở phía bắc của đài loan được pha, phát hiện đó là những cái đạn rocket của trung quốc bắn ra Bản tin mới nhất cho biết ít nhất đã thấy được một trái cầu lửa ở trên cái bầu trời vào ngày thứ tư ở phía bắc của Đài Loan và đảo quốc Okinawa. Tin rằng đây là một trong những cái trái đạn rocket mà Trung Quốc đã bắn ra à, theo tường trình của bộ quốc phòng Đài Loan và kể cả bộ quốc phòng Nhật Bản cho biết. Vào lúc 7 giờ 30 thì người dân ở tại cái trạm xe lửa gọi là Huy Long ở tại thành phố Tân Đài Bắc đã nhìn thấy một trái cầu lửa băng ngang qua bầu trời và phía thành phố Đào Nguyên của ta của Đài Loan ở phía Nam cũng đã báo cáo một cái vật thể bay tương tự như vậy và Aflin Noene 34 tuổi làm việc từ ở một cái công xưởng và là một công nhân từ Philippines đã gửi tấm hình mà ông ta chụp được và ông ta nói rằng vật thể cầu lửa bay này bay ngang qua khu vực ở phía đông của khu vực và trong đó cùng một lượt thì à, phía đài Loan cho biết họ đã gửi các cái chiếc uh, chiến đấu cơ Mirage 2000 lên để quan sát về cái hướng bay của trái cầu lửa này theo tường trình của lực lượng công quân cho biết và cuối cùng họ xác nhận đây là một trong những cái trái đạn rocket mà Trung Quốc đã bắn ra cùng một lượt thì phía Nhật cũng xác nhận rằng Trái cầu lửa này đã bay gần ở khu vực giữa Đài Loan và Okinawa. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra giữa lúc mà đang có tình hình căng thẳng trên eo biển Đài Loan và Trung Quốc đang có ý định là đánh chiếm đảo quốc Đài Loan bằng vũ lực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, Chủ tịch khối ASEAN lên tiếng nói rằng việc nhân quyền lạm dụng ở tại Miến Điện là không thể bị bỏ mặt. Đó là lời phát biểu của ông. Tổng thống của Indonesia là ông Widodo cũng là Chủ tịch luân phiên của khối ASEAN nói rằng việc là gọi là vi phạm nhân quyền của lực lượng quân Việt đang cai trị tại Miến Điện là không thể được chấp nhận và phải ngay lập tức ngưng lại tất cả những hành động nhắm vào người dân bởi chính quyền quân phiệt Miến Điện và người dân cần phải được bảo vệ đó là lời phát biểu của ông à, sau khi mà có kết luận về à, tình hình của Miến Điện ông Widodo hiện nay là chủ tịch của hiệp hội các quốc gia đông nam á nói rằng hiệp hội này vẫn tiếp tục thúc đẩy cái dự tính hòa bình ở tại khu vực miến điện và indonesia sẵn sàng nói chuyện với bất cứ một nhân vật nào thuộc phía miến điện để tái lập lại cái tình trạng gọi là hòa bình ổn định tại khu vực này đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng khá mạnh mẽ của ông Widodo sau khi Miếng Điện đã một thành viên trong khối ASEAN đã rơi vào cái cơn hỗn loạn chính trị kể từ khi mà chế độ quân phiệt đã mở một cuộc đảo chánh vào tháng 2 năm 2021 và đã tìm cách gọi là tống vào tù tất cả những nhân vật chính trị đối lập bao gồm luôn nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Đây được xem là một trong những cái Ta, chi tiết mới nhất liên quan tới quan điểm của khối ASEAN dưới sự lãnh đạo của Indonesia. Vào tháng 4, 50 người đã bị thiệt mạng sau khi mà lực lượng quân Việt Miến Điện đã mở cuộc không tập vào cái tỉnh gọi là Sagaing và Hoa Kỳ lên án một cuộc bạo động này và thúc giục Miến Điện là phải chấm dứt tình trạng mở các cuộc công tập vào các vị trí thường dân. Đây được xem là một trong những cái cuộc bạo động mới nhất diễn ra hồi tháng 4 và dẫn tới việc khối ASEAN đã bắt đầu có thái độ đối với Miến Điện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, cái nơi gọi là quỹ ban chống lãng phí của chính phủ cho biết từ năm 2020 cho tới tháng 6 năm 2022 đã có trên gần 100.000 trường hợp là tuyển dụng tức là bổ nhiệm và các cán bộ, đảng viên, công chức trong cái quần máy cai trị đều bị sai lạc. Tuy nhiên bây giờ chỉ có thu hồi lại có 1.200 trường hợp. Đây được xem là một trong những cái trò gọi là mua quan bán chức ở trong cái guồng máy cai trị. Gần 100.000 trường hợp bổ nhiệm mà mua chức hoặc là những cái trường hợp gọi là chạy chức ở trong cái guồng máy cai trị đã diễn ra. Tuy nhiên thì à, vì này đã được cái quỹ ban đặc trách về à, chống lãng phí cho biết rằng là chỉ có 1.200 trường hợp bị thu hồi, còn lại tất cả vẫn tiếp tục đương nhiệm và vẫn tiếp tục làm việc trong cái nguồn máy cai trị. Đây được xem là một cái hệ thống cồng kềnh của Cộng sản Việt Nam, gồm có 11 triệu nhân viên làm việc cho cái đảng cai trị ở trong cái nguồn máy này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Tình hình kinh tế khó khăn và kể cả việc kiếm không ra việc làm khiến cho tình trạng buôn lậu tại Việt Nam đã bùng phát khá mạnh mẽ và công an cộng sản Việt Nam đã không đủ người để cả bắt giữ những cái vụ này. Trước hết, từ Kiên Giang, một chiếc tàu chở nhiều hàng hàng hóa được mô tả là không rõ cái nguồn gốc với số lượng lớn đã bị bắt giữ và trên tàu này thì họ mô tả là không có một ai ở trên tàu, mặc dù chiếc tàu này đang chở rất nhiều những loại hàng hóa được xem là có nguồn gốc không rõ ràng. Và trong đó 300 máy tính, 100 máy điều hòa, 300 xe đạp, 50 máy in, à, đầu dĩa với hơn 100 bao bánh kẹo. Đây là cái à, mức hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng của Việt Nam. Và bên cạnh việc mà buôn lậu các cái mặt hàng này, thì à, Công an Cộng sản Việt Nam cũng đã phá vỡ một đường dây buôn lậu chất cấm từ Campuchia vào Việt Nam. Và gần như là đường dây buôn lậu này được mô tả là tổ chức bởi một Việt Kiều thân Cộng sản. Người này có tên là à, à có, có cái tên khá đặc biệt và trong đó thì họ không cho không nói rõ và trong đó thì à, những nhân vật đã bị bắt giữ bao gồm luôn cả chu bá trung vốn là người có quốc tịch canada tuy nhiên thì à, người này là được xem là một trong những người đứng đầu và cầm đầu cái tổ chức buôn chất cấm này đây được xem là trong cái tình trạng gọi là kinh tế khó khăn nhiều người ở việt nam đã bắt đầu có hành động phạm pháp buôn lậu và buôn cả chất cấm để kiếm tiền nhằm để trả những cái hóa đơn hàng tháng mà họ phải đối diện mỗi một ngày. Đây được xem là mức độ tội ác đã bắt đầu tăng ở tại Việt Nam kể từ khi Việt Nam rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, chuyện chỉ xảy ra trong quần máy cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam một cán bộ thuộc mặt trận tổ quốc à, à, mặt trận tổ quốc và là chủ tịch của ủy ban mặt trận tổ quốc ở tại à, khu vực phía nam của việt nam đã à, thừa nhận là anh ta đã cởi quần ra nằm kế bên một người phụ nữ đã có chồng tuy nhiên thì ông này đã phủ nhận cái chi tiết trên sau khi mà có ủy ban kiểm tra tới à, thẩm vấn ông ta ông này có tên là ông này có tên là phương và ông ta vốn là một trong những nhân vật đứng đầu của cái quỹ mặt trận tổ quốc và là chủ tịch của mặt trận tổ quốc ở xã biển bạch đông và ông ta tên là nguyễn hằng hoàng phương ông ta được phát hiện là đã lén lút vào nhà trọ với một phụ nữ đã có chồng tuy nhiên trong lời khai của ông ta thì chỉ có đảng viên mới nói được những ngôn ngữ này tức là cởi chuồng bò lên trên giường chỉ nằm cạnh và không làm điều gì cả với một người phụ nữ đã có chồng Việc này đã trở thành một cái trò cười trên mạng xã hội về sự ngớ ngẩn và cái sự bịp bỏ một cách phi lý của tất cả các đảng viên Cộng sản khi mà họ gặp những cái điều tiêu cực thì họ đưa ra những cái lý do được xem là gây một cái trò cười rất lớn cho mạng xã hội tại Việt Nam. Và việc này đang bị soi đèn rất kỹ bởi mạng xã hội. Tuy nhiên với cái tính chất ông này là một đảng viên thì Báo chí cũng như là công an đã tạm thời bao che một phần trong ta và không đưa ra những cái xác minh rõ ràng hơn. Đây được xem là một trong những cái tai tiếng mới nhất của cái cuồng máy cai trị khi một đảng viên cởi trần truồng bò lên giường của một phụ nữ có chồng mà không làm gì hết chỉ nằm tâm tình mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin tài sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các đến giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trả lại cùng tất cả khán tính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị vẫn tiếp tục duy trì làn sóng phát hình và phát thanh của TNP Channel để chúng tôi có thể đưa quý vị những bản tin cập nhật nhất và những bài phân tích mang tính chất chủ quan của TNP Channel. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.